nước là dừa nước. Dừa bã mão. Dừa bã mão. Hai mẹ con đang đi cùng với lại Trang. Đây. Đúng gái Hội An đây. Rất là xinh. Đây hai thuyền đây. Đấy quay lại nhau đi để cho nó đấy. Trời ơi. Đập không được à, bình thường. Vâng đúng rồi, chụp bình thường là dễ nhất. Giỏi lắm, công nghệ lắm chứ. Để chụp cho cô một tí này, đứng ngay đây cô nè.
xuất sắc. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi xuất sắc hơn, kiên trì hơn, bền bỉ hơn và có vốn chất lượng đặc biệt hơn. Ngày thứ bảy 21 tháng 5 đội tuyển bóng đá Việt Nam giành huy chương vàng với tỷ số 1-0. Ngày chủ nhật 20 tháng 5.